Tú Vân Mobile xin kính chào mọi người. Ngày hôm nay vì Nam có đi chọn máy và hôm nay vì năm có 4 cây iPhone zin chưa đúng ốc, chưa bung mở, zin nguyên bản, hàng tự chọn để giới thiệu với mọi người. đầu tiên em giới thiệu với mọi người một cây iPhone 12 Pro phiên bản quốc tế 128 GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc và đây là một cây máy hàng lướt mọi người nhé. Tại vì số lần sạc của máy thì chỉ vỏn vẹn là 5 lần À, tức là chủ cũ dùng uh, rất là ít Xong đó thì uh, bán lại một người nhé Và viên pin ZIN uh, theo máy Của cây máy này thì uh, tất nhiên là Vẫn còn uh, 100% uh, Cây máy này có mã số là 238T và mức giá bên em để cho mọi người là 11 triệu 800 nghìn Mức giá bên em báo là giá chọn gói mọi người nhé Trong đó thì đã bao gồm miễn phí ship trên toàn quốc Tặng cho mọi người một bộ phụ kiện chất lượng Bảo hành 12 tháng và thay pin miễn phí 12 tháng Bao zin không zin tặng máy và bao cả dùng thử Không ưng không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền Nếu mọi người không lấy sạc hoặc mọi người muốn có một số tháng bảo hành thấp hơn 3 tháng hoặc 6 tháng thì bên em sẽ trừ trực tiếp trên giá bán cho mọi người. Và tiếp theo là một cây iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là chủ cũ dùng rất là giữ gìn thì với một cây máy gìn chưa đúng ốc mới có thể còn được đẹp như thế này mọi người nhé tại vì máy zin chưa đúng ốc thì là máy zin nguyên bản chưa qua thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì trong đó có vỏ vỏ như mọi người nhìn thấy là vỏ đi theo máy từ đầu chứ không phải là chứ không phải là vỏ thay vỏ làm lại mọi người nhé cây máy này có mức pin zin theo máy ở mức cũng rất là cao pin zin theo máy thì còn ở mức 92% cây máy này có mã số là 1 59T và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 800 nghìn Và tiếp theo là một cây iPhone SE 2020 Phiên bản quốc tế 64GB Về ngoại hình thì máy đẹp 99 Mọi người có thể thấy là máy đẹp 99 của bên em thì rất là đẹp và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 81 cây máy này thì có mã số là 156 T và mức giá bên em để cho mọi người là 3 triệu 550.000 Và ở cuối video ngày hôm nay là một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB Màu đen Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé Và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức cũng tương đối cao đối với dòng iPhone SE 2020 hàng zin chưa đúng ốc đến thời điểm hiện tại à, tức là mức pin hiện tại của máy là chưa qua kích pin mọi người nhé còn hiện tại mọi người mua trên thị trường thì rất là nhiều máy đã qua kích pin hoặc sang cổ cáp Đấy. nhiều khi là mọi người nghĩ là mua được máy pin cao giá rẻ nhưng thật ra thì không phải mọi người nhé Và tất nhiên là nếu shop đã lừa dối mọi người về phần pin thì người ta sẽ lừa dối mọi người về nhiều phần ở bên trong máy. Pin zin theo máy thì còn ở mức 87%. Cây máy này thì có mã số là 298T và mức giá bên em để cho mọi người là 3 triệu 600 nghìn. Để đặt mua máy, mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 8, hoặc 0763 911 666. Cả hai số này của bên em thì đều có Zalo. Bên em có hai cơ sở ở Hà Nội, thứ nhất là ở số 40 Võ Thị Sáu Hà Đông. Thứ hai là ở Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch Thất Hà Nội. Và website của bên em là mobile com Với khách hàng ở xa thì bên em có hình thức ship code khi nhận được máy thì mọi người được kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán Và kể cả sau khi thanh toán thì mọi người vẫn có chọn vẹn một ngày để dùng thử Nếu cảm thấy không ưng, không thích thì có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền Tức là mọi người mua rồi có thể trả lại không cần lý do gì cả mọi người nhé Với chính sách như thế này thì mọi người mua máy sẽ rất là an toàn Và qua cái chính sách này thì Tù Vân Mobile cũng muốn đảm bảo là 100% Khách hàng đến với Tù Vân Mobile sẽ có trải nghiệm hài lòng và với phương châm là hàng chọn giá thấp thì tuấn vân mobile chuyên đi chọn cho mọi người những cây iphone còn nguyên zin chưa động bất cứ một con ốc nào những cây máy hiện tại còn tình trạng như thế này hiện tại ở trên thị trường thì không có nhiều và để nhập được thì bên em cũng phải đi tìm đi chọn số lượng thì trong một lô cũng chỉ nhập được một vài cây mọi người nhé và nhập được thì bên nào cũng phải nhập với một mức giá cao hơn so với hàng dựng hàng sửa hoặc những cây máy chỉ đạt tình trạng men zin màn zin mà hiện tại các thợ các shop đang bán cho mọi người dưới dạng máy zin khá là nhiều hiện tại thì ở trên thị trường mọi người mua máy zin thì hầu hết ở trong số đó nó chỉ đạt là tình trạng men zin màn zin thôi mọi người nhé tức là uh, hai bộ phận ở trong máy là main và màn còn zin thì người ta vẫn nói là zin thậm chí người ta nói với mọi người là zin nguyên bản nhưng thật ra thì không phải là zin nguyên bản bên em thì có một cái khác là máy zin của bên em thì bao với mọi người là zin chưa động một con ốc nào tức là zin chưa động chạm gì vào bên trong máy mọi người nhé với những cây máy như thế này thì khi sử dụng mọi người sẽ thấy là máy chụp ảnh rất là đẹp ở đây thì đây có một bức ảnh tôi vân mobile chụp thư cho mọi người xem Đấy, mọi người có thể thấy là ảnh cái màu sắc đấy, rất là đẹp, cái độ uh, sắc nét thì rất là cao mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là đấy, chữ thì rất là nhỏ nhưng mà zoom lên thì cũng cũng uh, đọc rất là rõ nét mọi người nhé. Uh, màn hình uh, của máy thì uh, sáng đẹp. chu tông đầy đủ mọi người nhé cảm ứng nhạy và tốc độ máy nhanh và những cây máy này thì có một cái đặc điểm rất là quan trọng là máy rất là bền mọi người nhé một cây máy iPhone nếu để đánh giá được là máy có thực sự chất lượng hay không thì theo em nghĩ là phải sau ít nhất 3 năm nếu mọi người dùng một cách bình thường mà máy vẫn còn dùng ổn định thì em nghĩ đó mới là một cây máy chất lượng còn nếu mọi người mua máy trên thị trường ví dụ mọi người dùng được 6 tháng hay một năm hoặc thậm chí hơn một năm mà vẫn dùng bình thường thì em nghĩ là vẫn chưa có thể đánh giá được đó là một cây máy chất lượng và máy zin chưa đúng ốc thì nó rất là bền mọi người nhé và sau thời gian bảo hành đấy, hầu hết thì những cây máy này vẫn còn dùng ổn định sau nhiều năm nữa và những cây máy này thì uh, Tú Mobile chọn cho mọi người là những cây máy còn áp suất zin chống nước uh, rất là tốt. Nên nó sẽ là một cái bảo hiểm khi mọi người lỡ tay đánh rơi vào nước hoặc uh, trong trường hợp mọi người uh, uh, đi mà gặp mưa uh, uh, điện thoại uh, để ở trong người uh, người bị ướt thì uh, nó cũng là một cái bảo hiểm trong cái trường hợp đó uh, còn hiện tại mọi người mua trên thị trường thì uh, hầu hết là máy không còn áp suất chống nước, tại vì đã bị mở ra và thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận. Thứ hai là nếu mà có áp suất chống nước thì rất là nhiều ở trong số đó là áp đóng lại, nên là khả năng chống nước cũng rất là kém và cái thứ hai là nó không bền theo thời gian. Một thời gian sau thì cái áp đó rất là hay bị mất, nó không như áp din theo máy và về mức giá thì bên em cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất, hợp lý nhất có thể. So với thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyển chọn và thứ hai là so với một chế độ bán hàng và bảo hành rất là dài rất là tốt. Nếu mọi người không lấy sạc hoặc muốn có một số tháng bảo hành thấp hơn, ví dụ như 6 tháng, 3 tháng thì bên em sẽ trừ trực tiếp trên giá bán cho mọi người. Uh, ngoài ra thì bên em có chính sách bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử không ưng không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền uh, tức là mọi người mua rồi mọi người có thể uh, yêu cầu trả lại không cần uh, bất cứ lý do gì cả uh, chính sách uh, này uh, khiến cho mọi người mua hàng rất là an toàn tại vì uh, có rất là nhiều khách hàng uh, uh, nói chuyện với em và kể những cái câu chuyện ví dụ uh, mua ở những cái shop mà ban đầu thì người ta nói là zin nhưng mà khi mà mua thì phát hiện ra là không zin và khi mà nói với người ta thì người ta có những cái lý lẽ ví dụ như thế là người ta nói là máy zin thì phát hiện ra màn ép kính thì người ta cũng vẫn vẫn cãi là máy người ta zin tại vì màn là màn theo máy thì người ta nói là đấy là màn zin còn ép kính là người ta không bao cái chuyện đấy ép kính là chuyện bình thường đại loại nhiều như vậy đấy. Thì với những cái trường hợp như thế thì mọi người trả lại máy thì rất là khó Mà nếu mà đổi Nếu mọi người đổi lấy một cây máy khác thì chưa chắc shop đã cho đổi Và cái thứ hai là nếu mà đổi được thì Em nghĩ là cây máy sau cái khả năng mà cũng là máy dựng, máy sửa nó rất là cao Có cái là ở những cái bộ phận mà mọi người có biết hay không Và còn rất là nhiều trường hợp khác mọi người nhé Nên là khi mà mua máy nếu mọi người cảm thấy có vấn đề thì cái giải pháp an toàn nhất là mọi người được trả lại cầy máy đó có những khách hàng mua máy đầu tiên bị lỗi xong đổi máy thứ hai cũng lỗi đổi đến máy thứ ba thì cũng vẫn bị lỗi và cuối cùng thì không được nữa tại vì nản mọi người ạ người ta không cho trả lại mọi người nhá người ta không cho trả lại thì với những cái trường hợp đó thì cái thiệt thòi sẽ là khách hàng với tu Vân mobile thì mọi người sẽ không phải lo cái vấn đề đó và về hai vấn đề là máy quốc tế và máy chính hãng thì bên em bao với mọi người hai vấn đề này chọn đời mọi người nhé chân thành cảm ơn hàng ngàn khách hàng ở trên cả nước trong nhiều năm qua đã tin tưởng và đặt mua iphone của tu Vân mobile hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo